Đỗ Sinh xin chào các bạn nhé. Tính đến thời điểm này đã là tròn 2 năm. Hôm nay tôi lại trở lại thăm không gian vườn cảnh nhà anh Trần Văn Khải. Chúng ta hay gọi là anh Khải Vân. Vâng, tại huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Khuôn viên phía trước nhà anh, một ao cá kèm theo những cái tác phẩm cây cảnh nghệ thuật và những cái cặp trâu. Vâng, anh Khải Vân thì có một cái tay nghề chơi đam mê và tay nghề làm bonsai cũng đẹp và đắp vẽ cũng khá là chuẩn. Tất cả mọi hình ảnh từ nét cây cho đến những cái bức tượng về trâu, về sư tử, về những cái nét họa là đều do anh phác họa lên hết. Và bây giờ các bạn cùng với Đỗ Sinh chúng ta vào thăm không gian vườn cảnh anh Khải Vân. Sở dĩ gọi Khải Vân bởi vì vợ anh Khải tên là Vân, cho nên là chúng ta cứ gọi kèm theo cả tên vợ, đó là anh Khải Vân. Đẹp quá, một không gian rất là hữu tình. Và chúng ta tiếp xúc với một số những cây xanh ở ngoài phía ngoài bờ hồ trước, ven theo con đường dân sinh trong địa phương. Những tác phẩm xanh ôm đá, thậm chí là ôm trâu, trên lưng trâu. Ôm bình và đấy. Những tác phẩm xanh rất là cầu kỳ. Vâng, đây là hai tác phẩm xanh đối xứng, dáng trực hoành, đều là những cây xanh ôm bình. Kể cả ngay trên trụ cầu các anh cũng bố trí những cặp xanh rất đẹp. Đấy. Cho nên đã là đam mê thì bất cứ chỗ nào đặt được bonsai là chúng ta đặt được, kể cả từ hai trụ cầu. Vâng, chào anh Khải nhé. Chào anh Đỗ Sinh. Vâng. Tất cả anh em làng cây trên toàn quốc, chúc anh em có một sức khỏe, vượt qua được Covid mùa năm 2021 hôm nay. Vâng. Và chúc toàn thể anh em chơi cây, các nghệ nhân trên toàn thế giới, mong sao càng mỗi một ngày làm đẹp cho quê hương và làm đẹp cho thế giới thì chúng ta vâng, càng thêm phong phú. Vâng, cảm ơn anh. Lần này là 2 năm trước Đỗ Sinh đã về đây. Hôm nay là chúng ta cũng là kỷ niệm 2 năm luôn. Qua cái không gian vườn cảnh anh Khải Vân thì Đỗ Sinh thấy rất nhiều thay đổi. Từ bài trí, xếp đặt ngay từ cổng vào cho đến những cái tác phẩm ở trong sân vườn chính, về cái chất lượng cũng như là cái đa dạng phong phú về chủng loại rất là tuyệt vời. Xin phép anh chúng ta đi tham quan, sau đó thì cũng mang đến cho các bạn một vài cuốn video mà chia sẻ giao lưu với vườn cảnh anh Khải Vân. Địa chỉ là ở huyện Lý Nhân, thôn 6 Tiến Thắng, Lý Nhân, Hà Nam. Vâng, thôn 6, xã Tiến Thắng, Lý Nhân, Hà Nam.
Số điện thoại của anh Khải Vân dưới dòng chữ Khải Vân ở trên màn hình ở từng cuốn video để chúng ta liên hệ giao dịch. Tôi đi lướt qua không gian chung nhé, sau đó thì Đỗ Sinh sẽ chia sẻ một cách tỉ mỉ hơn. Đẹp quá. Vâng, đây anh có cây mộc rất đẹp này. Cái mộc này em đang cho nó là có cái thế là phu thê giao phối. Được này, giao bãi, có một số bảo là cắt đi. Anh cắt lại dân, nhưng mà em không, em đừng cắt. Nó... Còn đặt tên là cái gì thì sau này mình tính sau. Chứ còn trước mắt là tôi anh nói câu giao phối tôi không nhìn được cười. Tôi phải bật cười vì cái câu ấy. Phu thê. Thế tôi hỏi anh nhá, hai cây này nó chung gốc hay cùng một gốc hay là riêng gốc? Cùng một gốc. Cùng một gốc mà anh gọi là phu thê. Thế thì bố mẹ sinh ra hai anh em lấy nhau à? Không phải. Mà lại gọi là... Nhưng mà nó liền nhau lúc này đang... Nếu không. Mà giao bái thì cách xa, nhưng mà giao phối thì chỗ này nó phải dính vào nhau. Không, không được thế. Theo em... Anh trả lời tôi là chung gốc mà anh lại dùng từ phu thê, không được. Thôi đoạn tí nữa quay đến cây mộc tôi nói chuyện với anh sau. Bây giờ ta đi lướt qua đã. Đấy. Cái này là anh đắp năm ngoái tôi về, năm kia tôi về đã có đâu nhỉ? Đắp 15 năm rồi. À. Thế là trước là có rồi nhỉ? Anh có một đôi mà. Bên kia một con. Sư tử vồ lợn này. Đúng không anh? Đây là con lợn. Đây là cũng phải lý tưởng này, phải nghiên cứu anh ạ. Tức là dần và hợi. Nhưng mà thể hiện cho gia chủ anh ạ. Vâng. Nếu như mà con bày ở trước cửa nhà một con hổ nó đói quá là ăn thịt cửa chủ. Đúng rồi. Thì buộc thì phải no rồi là chỉ nên là bạn giữ để chơi thôi. Vâng vâng. Nếu mà con sư tử mà không có cái loại này thì là con sư tử đói. Nhưng đôi là con sư tử là đã no. Vâng. Nên là chủ cũng an toàn nhưng không có con sư tử này. Vâng, chào anh nhé. Vâng. Vâng, chào anh chị. Đến nhà thì bỏ khẩu trang làm mùa này. Đấy, chúng ta ngắm lại cái cảnh mà con sư tử này đang vồ con lợn này. Đẹp đấy. Anh có cái tay nghề về điêu khắc đẹp ấy nhỉ? Em làm như mấy năm trước bây giờ là có tuổi là thôi không ngại. Làm rất có hồn. Được rồi. Và bên này một con nữa. Thì bên này là không phải vồ con lợn. Bên này con hươu anh ạ. Là vồ con hươu. Con nai. Em không phải suy nghĩ mãi mới làm được cái tác phẩm này đấy. Ừ. Rồi, sư tử nó bay nó không, nó đói thì nó ăn thịt cả chủ. Nên là buộc phải cho nó no, nó chỉ giữ chơi thôi. Vâng. Rồi chúng ta để đi chủ đề chính là những cây bonsai nghệ thuật nhé. Tôi đi lướt qua hết một lượt, chắc mất khoảng độ 5-7 phút. Rồi đấy chúng ta sẽ chia sẻ cụ thể hơn. Đi sâu vào trong không gian này. Dãy phía trong trước là dãy sát với chân tòa nhà này. Cây hoa. Vâng, chủ yếu là cây hoa. Mấy loại cây hoa. Đấy, tuyệt vời quá nhỉ. Vâng, bên cạnh đó những cây hoa thì là cái dàn bonsai mini anh ấy để trên cái giá này. Đây cũng chỉ là một phần thôi. Còn ở trong không gian vườn anh thì còn nhiều cây bonsai cũng tầm nhỏ và mini như thế này nữa. Đây chỉ là một phần ở trên cái giá này thôi. Giá 15 cây là 15 loài. Vâng. Không trùng loài nào. Đúng rồi. 15 cây 15 loài. Và chúng ta chuyển ra dãy phía ngoài xung quanh bên cạnh của cái non bộ cảnh. Nước ạ.
cho bà. Cây này của anh đẹp nhỉ. Vâng, và ở cái vị trí này tôi không quên được một cái kỷ niệm là cách đây 2 năm tôi xuống đây, các anh có giật một con cá rất lớn ở dưới ao lên. À, tôi có trêu anh ngồi câu cá là anh ấy nhắm mắt anh ấy ngủ. Đấy, mà anh ấy nhắm mắt anh ấy ngủ mà thì làm sao mà anh câu được. Thế mà đúng cái lúc tôi vừa nói xong là anh ấy lôi lên à, con cá rất lớn. Đây, chính là anh này. Vâng, chào anh nhé. Năm nay anh lại có món cá chén thôi. Vâng, đấy. Cần câu của anh đây. Tôi đến tôi quay thấy anh ấy ngủ gà ngủ gật mà sau này anh ấy ngồi câu cá mà anh ngủ gật. Thế mà lúc nào mà cá bắt mồi bắt câu cái mà anh ấy giờ lôi lên con cá lớn lắm. Đấy. Cây phi lao đẹp quá. À, tôi rất cảm động khi anh Khải Vân có tâm sự với tôi là Việt Nam có 54 dân tộc. À, thì Khải Vân sẽ sưu tập đủ 54 loại cây trong vườn cảnh của anh. À, thể hiện là ôm trọn đất nước, ôm trọn dân tộc. À, một cái biểu hiện, một cái ý tưởng, một cái việc làm hết sức là tuyệt vời. À, bởi vì trong vấn đề 54 dân tộc thì được giải khắp đất nước Bắc Trung Nam. Mà 54 loại cây của anh cũng là thể hiện bọn sai ba miền, thể hiện cái sự gắn bó, đoàn kết dân tộc. Và đặc biệt nhất là chúng ta thể hiện cái sự tình yêu quê hương đất nước, yêu dân tộc Việt Nam. Bởi vì chính chúng ta, những người con lạc, cháu hồng, mang trên mình dòng máu Việt. Em đang này là bộ sưu tập của em 54 dân tộc ấy. Vâng. Em đang phấn đấu lần sau mời anh về là của em lại là vườn bách thảo. Vâng, bách thảo viên, bách thảo viên. Từ 54 lên còn 46 loại cây nữa. Xong rồi em phấn đấu lên từ 100 loài thì em lại muốn là trên thế giới có bao nhiêu vùng lãnh thổ, bao nhiêu quốc gia thì em lại đủ bằng loại cây. À. Trên sân chỉ có mỗi thứ một cây thôi. Vâng, tuyệt vời. Và bây giờ không gian chung chúng ta đã được thưởng thức rồi. Bây giờ Đỗ Sinh sẽ chỉ chọn trong cuốn video này để quay thật kỹ để chia sẻ với các bạn là khoảng độ 3 tác phẩm thôi. Và bây giờ là 14 phút rồi. Tôi sẽ quay 3 tác phẩm nữa để kết thúc cuốn video đầu tiên. Và chúng ta cùng nhau thưởng thức tác phẩm thứ nhất, đó là cây tác phẩm phi lao mà qua giới thiệu của anh Khải Vân. Là em tâm huyết nhất cả vườn em là cái phi lao này. Rồi, đẹp quá nhỉ. Một cây như một bức tranh vẽ mà càng nhìn càng đẹp. Có những đêm em ngồi 2 giờ đêm chỉ ngắm cái phi lao mà đến sáng. Đẹp quá. Chúng ta ngắm trọn vẹn từ dưới bệ gốc này. Kết hợp giữa đá thấm thủy, đá ong. Anh xem con tử, con phi lao nó có con tử đẹp, yểu điệu. Mà từ bệ gốc đưa lên này. Cây phi lao được cái thân, bởi vì rất nhiều cây phi lao mắc lỗi rất nhiều ở cái thân, nhưng riêng cây này không mắc lỗi. Bởi vì phi lao thì thường một là mộc rũa,
lũa và các cái vết cắt lâu ngày do bị sâu, bị mọt. Nhưng cây phi nao này lại rất khỏe, thân rất bóng. Không có tì vết gì. Không có tì vết gì, đúng như thế. Nó được cả mẹ lẫn con. Đây là cây tử chúng ta quan sát này. Hơn cả cha luôn. Cây tử với cái đường truyền của cây tử và cái khung kích thước rất là hài hòa, rất đẹp. Và đây là một cây giáng hoành. Gọi giáng siêu đi, giáng siêu. Bởi vì nó chưa xuống đến thấp đến mặt chậu. Giáng siêu. Mà anh kết hợp với cái bể. Cái này cái bể phải thay. Chứa nước, thay bể đấy hơi chiều dài hơi ngắn, nó phải xa ra thêm nữa. Bể ngang thì được. Nhưng bể dài phải đưa ra thêm. Bể này hoàn đá hơi xấu. Sau đó anh xanh anh kết hợp với những cái cầu những cái làm cái tiểu cảnh sơn thủy hữu tình đẹp vào đây nữa thì rất tuyệt vời. Phối cảnh thêm. Thế này thì nó đơn điệu quá. Chỉ có hai ông bà già ngồi thưởng trà và đọc thơ thì nó hơi đơn điệu. Nó có một cái cầu nữa, một cái thủy đình ở giữa đây anh ạ. Thì toàn bộ cây phi lao của anh sẽ in bóng xuống mặt nước, mặt hồ. Mà cái chậu sẽ kéo dài ra thêm khoảng độ 2 đến 30 cm. Còn bề ngang thì được rồi. Bề ngang thế này thôi. Anh ơi, em đặt tên cho tác phẩm là tác phẩm Con Hơn Cha này của anh, sao anh nghĩ? Đây chưa được con hơn cha. Đây là con còn đẹp hơn cả cha. Không, chưa được hơn cha. Chứ nếu mà cha mà sẽ đẹp mà con mà xấu thì vứt trong đây. Con nó còn có thể tương lai còn đẹp hơn cả cha. Nên là em và con hơn cha là anh cho các cụ của chưa là nhà có phúc. Nên là em phải suy nghĩ con hơn cha thì là nhà có phúc. Nhưng mà con tử anh cứ xem đi quay, không có con nào tử nào mà nó yểu điệu. Mẹ nó đẹp rồi nhưng mà cha thì tức là anh nói là con hơn cha, tức là anh ví về cái vẻ đẹp của bonsai. Là cây bonsai là cây tử đẹp hơn cây cha. Còn đẹp hơn cả cha, thường thường là cái tử nó chỉ là phụ họa gọi là khó. Vâng. Là tác phẩm Con Hơn Cha. Rồi. Khá đẹp đấy, tôi quay phía bên này tôi nhìn kỹ lại cái bệ gốc đẹp quá. Quá đẹp đấy. Thì ngồi có ao thôi, thế anh điều thợ câu từ đâu về đây đấy? Hà Nội. Anh chuyên câu cá ở Hoàn Kiếm đúng không? Hà Nội là đây câu. Có phải anh chuyên câu cá ở Hồ Gươm không? Câu từ Nhật về đấy. À câu từ Nhật về. Chuyên gia ở ông này ông ở Osama. Đẹp quá nhỉ. Cái cây phi lao nhìn cái bóng quá đẹp. Anh Khải Vân đây, tôi ngắm mãi cây phi lao của anh đến đây tôi xin anh kiểu ảnh đấy, đứng nước hoa đây được, đóng tiến lên một tí, rồi chụp nhá, để rồi anh cứ chụp đây, anh nhìn vào đây đi, rồi chụp này, xong rồi, đẹp quá, tiếp đến tác phẩm thứ hai đi, vâng, tác phẩm thứ hai thì anh Khải Vân lại giới thiệu với chúng ta một cây, cây này là đơn đỏ đúng không? Đơn đỏ hai thân. Thần chậu 25 năm trên chậu. 25 năm trên chậu rồi. Chân bệ có mà gọng cành. Mà thuần thúy. Rồi. Cái này. Tao biết rồi, nếu trong dòng hóa đơn là em tao biết cái này. Thoải mái, bão gió lăn đổ xuống cả cái nguyên bản cái chậu cũ đấy. Cũ em mới thay sang chậu. Rồi. Chậu cũ chỉ có 30 phân. Mà nó 20 năm rồi trên chậu. Lá lúc nào cũng xanh. Không có lá vàng. Anh nhìn bộ gọng nó. Chào anh Hùng ạ, anh Hùng xem cái cây của bonsai này có đẹp bằng nhất Chimay của anh không? Anh chị em nào thích cây nào thì bên phải không cho em bảo là quá đẹp, lên vảy rồng hết rồi. Con này nó lên con này nó thuần túy lắm anh ạ. Cái bộ gốc đẹp. Từ thời đơn chưa có giá trị, có 500.000 cái đơn này.
Mà bây giờ có được 600 không anh? Không, bây giờ thì cái này, cái cây này phải anh nào mà biết về nghệ thuật. Lúc ấy anh bảo 500 mà bây giờ có được 600. Trước khi tôi mua năm 95 này chỉ có 500.000. Độ sinh ạ. Kênh YouTube là Độ Sinh. Mua từ năm 95 làm bây giờ có 500.000. Hương sắc Độ Sinh. Hương sắc Độ Sinh. Hương sắc Độ Sinh ạ. Chuyên về cái cảnh bonsai, nét đẹp của cái cảnh. Con này lá lúc nào xanh thuần tí lắm. Mới cắt nên chưa hoa. Chưa có hoa. Bởi vì nó phải già cái đọt đây. Đây cái hoa cũ của nó cuống. Rồi. Tác phẩm thứ thế cây này mà giờ giao lưu giá bao nhiêu anh? Cái này là thực sự là anh ạ, ai mà người ta yêu quý, người ta đến nhà mình chơi mà có tâm đắc là thực sự người ta quý về đơn. Ừ. Thì em mới giao lưu. Rồi. Lại mà tác phẩm thứ ba suy bì mà to với bé thì em không tác phẩm thứ ba nhé. Sau đó tôi chuyển cuốn video sau thì tôi sẽ chia sẻ được nhiều hơn, vì cuốn thứ nhất này chúng ta chia sẻ cái không trà gian cổ. Ai anh lại có một gốc trà cổ đẹp thế nhỉ, trà này trà Thâm Bất Diệt không, trà bạch à, bạch trà. Trà, bạch trà, bạch trà, bạch trà tuyệt vời quá. Vâng, một cây hoa trà cổ mà chỉ có hai người bê nhẹ nhàng. Một người thì gắng bê được, đúng không anh? Một người bê nhẹ mà. Ờ, hay quá. Thế em cần bê em chuyển, nắng em chuyển trong nhà. Ôi, chỗ này mai của anh mà bán được chưa? Ôi, làm ăn phát đạt luôn, xe ô tô rồi. Cây bạch trà này anh đưa về vườn lâu chưa? Con này lần trước xuống là chưa có. Em mới lên trồng đấy, mới thay chậu, mới chuyển được cái chậu, trong cái chậu cổ, chậu giàu cổ. Ừ. Mới chuyển. Được cái nhà. Thấy nó bonsai nó béo quá, vì sân nhà em nó quang mà. Cây hay quá. Để trà to thì mùa nắng này phải làm dạng nó xấu. Cây rất hay. Em cây này em bê vào trong nhà, em bê vào được, tránh nắng được. Cây này khoảng bao tiền anh? Cái này kỷ niệm, cây kỷ niệm à? Ừ. Rồi, Đỗ Sinh giới thiệu với các bạn ba tác phẩm và cái không gian vườn cảnh chung của anh Khải Vân. Bây giờ chúng ta xin kết thúc cuốn video này ở đây để chúng tôi chuyển tiếp những cuốn sau. Trong kênh Hương Sắc Đỗ Sinh có phần danh sách phát. Các bạn đến danh sách phát tìm đến bonsai cây cảnh Khải Vân, Lý Nhân, Hà Nam. Thì chúng ta sẽ có cái danh sách phát 6 cuốn video lần trước, và lần này chúng tôi quay thêm cuốn nào chúng tôi sẽ đưa tiếp vào đấy nữa, để chúng ta được thưởng thức trọn vẹn bộ sưu tập bonsai nghệ thuật của vườn cảnh Khải Vân.